Sang biên hải, quân ta đang chống ngăn chờ chi viện. Cấp tốc dời Hòa Lư gặp Lê Trung, bộ tướng của Lê Hoàng tiếp ứng toàn quân cấm vệ, đưa ngay ra trận mạc. Cấp báo, cấp báo! Dạ, thưa Thái hậu, trên lệnh cô có một chiếc thuyền lớn chở các quan đại nhân, họ đòi vào đây để diện kiến cùng Thái hậu. Lệnh cho các đại thần chờ ở bên ngoài, không ai được phép vào đây. Để quay đầy lệnh cô trình lại mẹ. Con đã vô tình dời cả triều đình về nơi đây ở, khiến cho mẹ hiền khổ trí nhọc tâm. Thái hậu con, mẹ cũng từng là mẹ quá như con. Tháng ngày lao nhọc xưa kia, mẹ chỉ cực thân chứ không khổ trí. Ngày nào mẹ con ta cũng quân quýt bên nhau đầy an ủi. Còn con, số phận của con, ôi việc nước xuôi ren tan chồng thì còn mới. Thầy con đang vẫn nghĩ lực quá phi thường. Mẹ thêm mến thêm thương dấu hiền của mẹ. Mẹ lòng ta luôn dậy sông
tôi ngoài cánh cổng tam quan này là cảnh sương cao thế nặng, là nạn máu đổ đầu rơi, người dân chạy trốn khỏi ách tham tàn của tên thái thú Tô Định Bảo Tàng, lần lượt về ẩn nấu. Chúng tu hành ngập tràn bần ni điều chi. Tôi là khách đường xa đến đây kính bái Đức Phật Tổ. Tôi nghe đồn rằng ngôi chùa này rất linh thiêng nhất vùng châu Đại Mang, có phải không? Xin thưa, chùa có linh ứng hay không tùy ở lòng người. Nếu đến có tâm lành thì ắt điềm lành. Còn kẻ dục vọng ác tâm thì dù cầu cúng đến đâu cũng vô dụng. Người là ni sư của chùa mà không tân bất bổn tự để khách thập phương đến đây cúng nhiều lễ vật, lại nói ra những lời như vậy, e chẳng giống nữ tu. Mua Phật, xin thí chủ chớ nói lời trái tai nơi cửa Phật mà gây ra nghiệp chướng. Bần ni là kẻ tu hành không bao giờ gian dối qua thương, chỉ làm theo lời Phật pháp mà theo. Thầy đấy dáng thường xinh đẹp, sao không tìm lan quân để nuông bông cõi trùng, lại giam thân giữa chốn cõi thiền xa lánh hồng trần, hay có ám ngữ gì chăng? Nếu thí chủ vào lễ Phật chánh điện bên trong, xin người hãy bước vào. Bần ni phải lo mọi việc trong chùa, xin phép cao từ để mà lui chân. Khoan, ta đi đường xa đến đây không kịp mua lễ vật cúng bái, vậy xin mãn phép mượn qua cúng Phật. Mua Phật. Ni sư, ni sư có võ nghệ cao cường thật đúng như ta đoán, nàng không phải là một nữ tu. Thí chủ quá lời, nếu như bần ni có tập tành luyện rèn tay chân đôi chút, chỉ để châu thân được tráng kiện mà phụng sự việc đạo, không lẽ có võ nghệ đôi chút thì không phải là người tu sao? Ni sư biết võ nghệ thì không phải là chuyện lạ, nhưng lạ một điều là trong ngôi chùa này toàn là các nữ tu nhan sắc nguyệt thẹn qua nhường, ban ngày tụng kinh niệm Phật,
nhưng đem về luyện rèn cùng kiếm. Ánh trăng sao vườn soi tỏ bóng những cô gái múa gươm cất cao lời thề khởi loạn. Khi Vũ càng nói Bận Ni càng không hiểu, ai cất cao lời thề ai rèn luyện kiếm công. Khi Vũ đừng buông ra những lời vũ cao, Bận Ni sợ ngôi chùa này có lòng được yên với quân nhà. Hiện đại khắp vùng loạn lạc như chủ là ai? Ta là người của Tô Thái Thú, người của Tô Định. Phải, ta là một trong những mỹ nhân được Tô Thái Thú chọn để hầu hạ cho người, cùng người hưởng vinh hoa phú quý. Để đền ơn tri ngộ, ta săn tìm bắt bọn phản tặc để lập công với nhà Hán. Thí dụ, người có phải là dòng dõi của con rồng cháu tiên hay không? Sao nàng lại hỏi khi nàng đã biết? Nếu thí chủ là hậu duệ từ trăm trứng của mẹ Âu Cơ, há chẳng nhớ dân ta đã bao đời dựng xây đất nước, các vua hùng góp công hàng năm để gầy công trồng nên lúa gạo, hương bánh chưng bánh dày nái vẫn nồng thơm, nhắc dân ta luôn nhớ mình có riêng một cõi trời Nam, rồi thần tản viên hàng năm ngăn chống lũ cho đất Việt trường tồn và thành cổ loa. Dân thiên ngang ngắn dưới chân quân thù, dòng máu anh hùng luôn dâng lòng trong tim, hà cớ cam tâm làm tay sai cho giặc qua làm phản gian, ta không thể nào thư dung. Nghĩ không thể nào nhìn một cô gái dòng dõi lạc hồng lại dấn thân vào con đường ô nhục. Là dân Việt mang dấu chim lạc, nào nỡ để cho những tâm hại chị em chung cội chung lệ thang. Tô Định đi đến đây.